Nữa. Các bác ơi, hết gà, đùi gà nướng rồi nhớ, mà thịt lợn nướng bây giờ là đến sườn nướng cái cánh gà này. Đấy, mình phải vớ mau không để cháy này. Là cái củi, củi mít các bác, nướng củi mít nó thơm lắm, cái thơm tức này. Đi sang cây số là ngửi thêm mùi nhá. Ui giời này. Bây giờ là 5:30. Thế hôm nay anh em gió quê này tổ chức một bữa thịt dê và tiết canh dê. Thế giờ thì mình muốn cái thịt dê tươi ngon ấy, mình thích ăn chỗ nào chiếu đấy thì mình phải đi sớm. Thế đi muộn thì mọi người ta mua hết. Đây riêng cái món dê này là nó chỉ giá trị ở 2 cái chai khiết này các bác này. Đấy, tí nữa chúng tôi lại bắt đầu là làm đầu dê và đánh cái canh. Cái món thịt dê này nướng này. Nó cũng không cả thèm. Vâng. Cái chỗ thịt dê này nướng này thì nhìn lạc ngon. Này anh em chúng tôi lại có một cuộc hội ngộ. Đây mọi người ạ, chuẩn bị là cái củi để đấy mình làm món nướng nha. Nướng toàn bằng than củi thôi. Sắp đây bắt đầu là lấy bật lửa để mồi. Đã ra không là vắt lên nước để ướp vào cái món thịt nướng này này. Nướng mọi thứ này, nướng vừa thịt dê này thì rồi chiết canh. Nướng xương sườn nữa này. Vâng các bác ơi, thịt dê thịt lợn rồi nhưng phải làm thêm đôi gà nữa các bác ạ. Đây gà nhà nuôi rất là nhiều. Vâng, ra bắt nhé. Cô ngồi đấy, quanh tròn đánh tiết canh với này ông Khải nữa, một cục kia này cũng lại đẹp nữa. Đấy. Cái món xương ở ninh cháo đây này. Vâng các bác, bây giờ phải nướng đốt hết cái củi để lấy than nhé. Không nên nướng đôi gà, lại thịt lợn này, lại thịt dê này. Nướng rất nhiều món, hôm nay ăn toàn món nướng thôi. Không biết là gà dê hay có thịt dê. Thơm lắm, mùi dê bác, thơm thật kìa. Tiết mục là gà ướp muối. Đây là nướng. Đây là tiết mục ướp gà ướp muối. Gà ướp muối để nướng. Nướng củi mít đàng hoàng nhé. Nướng là nướng củi mít là ngon. Không biết cái mình. Đây là tay chanh chỉ ngược tới tí là vớt ra thôi. Hết rồi. Thế cái đấy là để tiết canh. Là cái kia cũng chín. Tiết canh được đó. Tiết canh chín rồi. À, dê đấy. Tay chanh. Cũng về hết đi, cũng về mỗi người bát. Nhiều thì bớt lại cái thịt kia. Đánh hai chục bát. Có đến đâu không? Hai chục bát hơn đi. Đánh 5 cái đĩa to cái thôi. Không đánh bát này. Ừ. Đánh. Chuẩn bị nướng cái bà xem cái khai phá nướng này. Chương trình nướng thì
Vâng, cái món này, thiết nhân thiết canh như là các anh giao cho em. Tôi chỉ ở bên cái khu chung cư đấy, thật khác đấy. Em đã thấy. Cô chú ở đây nhất rồi. Bên này nó nóng. Bên này. Nóng. Bây giờ. Vàng khe rồi. Rất là ngon. Ui, lên màu lắm. Như chiếc canh dê này phải có vừa hành nướng vừa gừng nướng này, cái gừng mình nướng này bác nướng hàng bạn ôm một cái trồng cái này nó chín rồi luôn, thơm thơm lắm ạ. Vâng, bây giờ đến chương trình nướng sườn nướng sườn này mình phải cho vào vấy này cho nó ăn chắc này, cứ thế lật cả vấy lên rồi cho đầy miếng đều nhau, không phải miếng chín miếng không rồi nó này. Ôi trời ơi, 3 tỷ. Ai người ta mua rồi. Thầy cháu nổi. Cô tưởng được cô bán chứ mà. Ờ, ghế, 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 ghế. 1 tỷ tôi mà. Một tỷ tôi mà. Một tỷ tôi mà. Một tỷ tôi mà. Cái khâu tiết canh này vẫn là chủ đạo này. Đèn vi áp giảm đấy. Toàn thịt nạc, đánh thịt canh này, thịt. Phu gần lên đấy kìa. Thịt canh bằng còn đĩa, đĩa gọi là đĩa khủng rồi. Các bác xem cái nhân thịt canh nó được thịt nạc cái này. Toàn thân đấy, 4 cân thân. Này bao nhiêu cân? Dê của nó phải 50 cân. Đây có con. Cái này to lắm. Đầy con dê mía. Đấy chanh của Thái mỏng này này này. Bác Thái lấy đi em rồi. Đấy. Bất đi mà. Bất đi mà. Đấy được chứ. Đây. Mà cái thịt tái chanh dê đấy các bác này, thịt kiểu dạng thịt sườn ba chỉ. Nó hay là tai xỏ cũng được. Nên to nướng. Các bác ơi, hết gà đùi gà nướng rồi nhớ, mà thịt lợn nướng bây giờ là đến sườn nướng cánh gà này. Đấy mình phải vớ mau không là cháy này. Không là cái củi củi mít các bác, nướng củi mít nó thơm lắm, để thơm tức lên. Đi sang cây số là ngửi thấy mùi nhá. Ui giời ơi. Hôm nay là bác trưởng ban chỉ đạo riêng món tái chanh nhé các bác nhé. Mỗi người một việc, một người thì chuyên đồ nướng, người thì tiết canh. Lão Thán này là chỉ đạo món tái chanh. Thì cái món tái chanh này khó khăn lắm. Thái mà không biết thái ăn cũng là gì cơ. Thái chanh dê nó cầu kỳ. Đấy, cho muốn khế và nếu chanh thì nữa là xong rồi. Cái này cho vào quả đi bác. Không thì ăn miếng, muốn không thích ăn miếng. Cái này phải sai người loại người kia nó lâu đấy. Ủa thế này 4 đĩa đầy quá. 5 đĩa. Có đĩa nữa. Để chú như mấy ông nghe báo cáo rồi. Thôi, mình đã tối mình chém. Tuy nhiên, cho anh một cái đĩa nhỏ ở ngoài ngoài. Đó. Không cho báo cáo rồi. Không đánh nước dừa. Vâng, em
còn mấy cái này là thừa, cho ta đấy là thừa đấy bạn. Giờ tính xong. Món sườn nướng bạn. Cho tuân ư? Vâng, sườn nướng. Tuân ư? Trông đại ca trông đẹp dai lắm, băm thịt gà đúng tiêu chuẩn. Đấy, chuyên nghiệp đấy. Giờ đến tiếp tục món nướng cuối là món dê đây này. Ướp xong gia vị được, giờ chỉ có nướng thôi. Đấy anh dây chuyền anh cho vào đi anh Khát. Nướng dê, nướng dê. Bác, các bác ơi, bây giờ thì tình hình các món cỗ là anh em làm đã xong rồi. Bây giờ đến giờ đánh chén rồi nhé. Xin mời mọi người cùng vào thưởng thức. Hôm nay rất nhiều món ăn. Thứ nhất là cái món tiết canh dê đấy là đặc sản nhất. Xong rồi dê nướng, gà nướng, rồi thịt lợn nướng, sườn nướng, nhiều món nướng lắm. Xin mời các bác vào thưởng thức đi, uống rượu với anh em gió quê. Chính ngồi nắng này mới nướng. Còn nắng có gió. Có nắng có gió. Nói chung là hiện nay kết hợp đông tây y hai ba cái cũng không phải sinh nhật. Vâng, riêng cái món thịt nướng phải ăn nóng này, cứ vừa thái vừa bốc, vừa thái vừa ăn, tức cái bơm trong kia để ăn, bên ngoài vẫn thái. Vâng, cuối cùng là món thịt dê nhé, thịt dê nướng nóng này, vừa ăn vừa nướng. Lấy bên đấy thì có bác hàng mất sang mang nó nhiều. Dương bỏ cái cốc là không muốn ăn, còn lên dương bước này, mình chưa, mình đang ăn. Cứ để đây. Còn thế? Quý hả? Tối nay quay mặt vào đây. Hôm nay tặng cho mẹ cháu mai bay lên xe. Thế rồi lại tặng quà cho bác Hiệt. Ê, gì nữa? Món thịt dê nướng là thành công. Quá ngon. Tuân ư? Cùng người ra cháu ơi, cháu ơi, chú ơi. Tái còn ăn được rồi. Được rồi, thoải mái. Chín rồi, chín rồi. Dê chín rồi. Đấy. Vâng. Vâng, ok bác. Bắt tay ông trường đoàn này cái như nãy rồi. Đấy, đi từ 3 giờ đêm mình tranh nhau gần sắt đầu mới
mới mua được món thịt canh dê này. Nói khó mà nhưng mà được. Thôi chị em vừa thôi, chị em đầy thế thì mới sao được. Ngồi đấy là thực sự anh Quan anh muốn là nay Hiền ở ở đám cưới. Về bên kia, về cho mâm bên kia. Cái bác của Trinh đâu? Đây này là tự tin. Bác cứ mời bác một cái. Bác cứ thì gặp bác. Đấy. Như dê chuẩn ấy, dê linh trang ấy. Dê nóng thêm. Hai em ở bên đấy. Cái chấm là... Hai em bên đây gặp được không bác? Cái này dê linh trang. Bây giờ Tuấn ơi. Dê linh trang. Dê linh trang. Đấy. À. Muốn mất thịt canh đấy. Phần phần đại ca. Cái này cái thơm quá. Thơm ngon lắm ạ. Cơm thịt canh. Bình thường nghe chứ nhỉ? Anh em mình gọi là cô đùa ấy. Đốc thì vàng hết rồi. Không, thích ăn dê em ăn. Uống đi, không cần. Em cứ bởi vậy á. Ăn đi. Tương nhỉ? Hôm sau này các bác ấy, bác đánh này còn tương cho thịt thơm thế, có mùi gừng nữa bác ơi, mùi hành phẩm. Ngọt năng ngọt lắm. Anh Hà Tiêu đây anh ơi. Hà Tiêu đây, đây bên đây. Đông như thạch rau câu. Úi giời ơi, giọng ngon thế, thèm thế. Lắm là đang thức canh ăn phải về sau. Tức là về sau thức canh ăn thực sự là nó không ăn được nhiều. Nếu mà ăn trước ấy quay ổn định đấy.
không, thích canh ăn nước cơm các bác ạ. Thích canh ăn nước cơm trắng các bác ạ. Đại ca đẹp rão đó. Bà ra ngồi bên ông quá. Mặt quá như tai thì tôi kia là. Bà ra ngồi bên ông kia. Bà uống không chán thì đẹp ấy. Bà chúc không chán thì bà. Bà chúc không chán. Cầm chà bò thôi. Mẹ uống đi. Chà bò cầm ghét. Nó lên hình chứ nó đẹp. Như con cháu. Đôi ngày ngày xưa hơi đẹp đấy. Thế là anh em mình hết rồi. Nói thế nào anh? Ôi trời, thế canh. Đúng rồi, bác mẫu rồi. Cái sương nó ngon đấy bác ạ. Đấy, sương sườn xịn đấy mà. Không phải khả năng hơn. Hôm nay dê em đặt ra. Ông cứ anh diễn. Dạ, tẩy gấp lắm, bắt tẩy, ôi ông này bắt tẩy. Bắt thích canh đây. Anh ơi, có ăn này không? Vâng. Thôi.